Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thắt chữ trên bút bằng dây dù. Thì lúc trước mình có làm cái video rồi nhưng mà nó hơi tối, các bạn không thấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại tới 24 chữ cái luôn. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình là một cái viết dài như thế này hoặc là ngắn tùy theo các bạn thắt. Nhưng mà có văn á, thì nó dễ hơn, nó cứng cái bút hơn. Hai là kêu hai mặt. Ba là dây dù. Dây dù là các bạn chuẩn bị cho mình hai màu, màu nền và một màu chữ ha. Thì trước tiên thì cái bút thì mình lựa rồi, thì bên kia hai mặt các bạn cắt cho mình một đoạn nhỏ để đính đầu dây dù. Thì mình sẽ cắt một đoạn nhỏ như thế này. Mình sẽ cắt nhỏ, mình đính cái phần bút để giữ dây dù. Thì các bạn dán ngay cái nắp viết như thế này. Sau khi mà các bạn cắt một đoạn nhỏ của keo hai mặt, mình dán định lại. Còn dây dù thì dây nền á, thì các bạn đừng có cắt, để cuộn như thế này. Thì thắt tới đâu cắt tới đó ha. Còn dây chữ thì các bạn cắt cho mình là 7 dây, trong đó là 6 dây bằng nhau và một dây dài nhất ha. Là các bạn đo là tử lượng từ cái dây dù tới bút này, thấy không ạ? Cắt dư ra. Dây dài nhất là dây số 7 đi. Đó, mình cho dây số 7 dài nhất. Rồi, sau khi mà cắt xong rồi các bạn đính lên bút nè. Gỡ bên kia hai mặt lên. Rồi mình sẽ dán cái dây dài nhất là cái dây số 7. Đây, dây số 7. Dây số 7 dài nhất mình dán trước tiên. Dán nhưng mà các bạn chừa cho mình một ít băng keo ở ngoài đây nè, thấy không ạ? Đó, dán một ít đây. Rồi, còn 6 dây còn lại. 6 dây các bạn dán từ từ. Còn mình sẽ gom luôn lần mình dán lên cho nhanh. Đây. Các bạn có thể lấy từng dây dán cũng được, hoặc là gom luôn một lần dán cũng được. Đó. Rồi, sau khi mà dán 7 dây nha, nhớ là 7 dây nha. 6 dây cũng được nhưng mà nó hơi bị thiếu cái chữ, nó hình nó không được đẹp. Rồi, sau khi dán xong rồi đúng không? Bắt đầu dây nền nè. Nên mình chơi màu nổi để cho các bạn dễ thấy. Với lại hồi bữa là do cái đèn của mình nó hơi mờ. Đó, rồi. Mình sẽ dán ngược lại nè, dán ngược theo cái chiều nắp bút nè. Theo ạ, đến một ít bắt đầu các bạn quấn nè, vừa riết chặt tay lên nha. Quấn dây là riết chặt tay dây dây dù để nó không bị, khi mình kéo chữ nó không bị rớt. Các bạn cái này các bạn quấn ít cũng được, nhiều cũng được, nhưng mà phải canh cái lượng chữ. Ví dụ cái tên mình là tên nguyên nó dài thì cắt như là thắt cái chỗ này ít thôi. Còn ví dụ tên Yến thì nó ngắn thì mình ấy lại ngắn. Đó, tùy theo các bạn canh đồ chữ rồi. Đó, mình quấn đại khái là một ít như thế này. Để đậy cái nắp lại cho dễ chứ. Rồi, sau khi quấn như thế này đúng không? Cái dây số 7 mà hồi nãy dán đầu tiên á, mình nói mấy bạn á, nhớ là khi mà các bạn quấn á, thì để cho cái mấy cái dây này nằm đều nhau, đừng có cái dây này chồng lên dây này nha. Dây dài nhất nè, thấy không? Đây, dây nhiều nhất. Đó, sẽ đi kèm theo với cái dây nền này, cầm hai dây nè, uống nè, các bạn uống 3 vòng cũng được, 4 vòng cũng được, tùy theo mỗi người. Đây, mình uống 3 vòng. Sau khi mà uống 3 vòng xong, các bạn giữ cái dây chữ lại nè, thả dây nền, uống cái dây nền nè, một một vòng, hai vòng gì đó, ba vòng tùy theo các bạn giữ. Hai vòng, ba vòng đó. Giờ mình làm ba vòng trước đi, rồi bắt đầu vô thắt chữ cái nè. Bắt đầu thắt chữ A nha, lấy dây số 1, số 2 nè, để xuống dưới thấy không, để đi ra, còn nhiêu để lên trên nè, quấn nè.
Vâng. Rồi. Sau khi quấn xong, để dây số 2 lên. 2 vòng. Đúng không ạ? Rồi, vừa kéo vừa đẩy dây nha. Rồi để dây số 1 lên nè. 3 vòng. Đó, sau khi 3 vòng xong, bắt đầu để số 3, số 4, số 5, số 7 xuống. Quấn nè. Một vòng. Chỉnh dây mình làm chậm cho các bạn dễ theo dõi nha, chứ làm nhanh các bạn không thấy. Đó, mình chỉnh cho đều dây lại. Rồi, sau khi mà làm xong rồi đúng không? Quấn một vòng rồi. Để cái dây số 2 xuống nè. Cái dây số 1 vẫn ở trên nha. Rồi. Bắt đầu lấy dây số 4, 5 để lên. Đó, làm chậm rãi. Quấn một vòng nữa nè. Riết chặt vô. Đẩy dây vào. Bắt đầu chỉnh dây nha. Chỉnh dây. Dây nào nằm vị trí đó, đừng có cho nó đè lên dây. Rồi, sau khi quấn rồi đúng không? Để dây số 4, số 5 xuống lại. Lấy dây số 2 lên. Rồi, quấn nè. Một vòng nữa nè. Chỉnh dây lại cho nó đều. Đó, quấn lại. Đẩy vào. Để sát vào, sau rồi kéo dây sau. Đây, kéo dây nè. Kéo dây nè, cho nó thẳng dây dù ra, cho chữ nó không phải cơn lên. Mình làm chậm chạp cho các bạn xem. Rồi, sau khi mà quấn rồi đúng không? Rồi, xong bắt đầu để tất cả các dây lên trên luôn. Quấn thêm một vòng nữa. Rồi để dây số 1 xuống nè. Quấn thêm vòng nữa nè. Rồi. Xong, để dây số 2 xuống. Bắt đầu để dây số 2 xuống nè. 3 vòng xong rồi đúng không? Đó, để dây số 2 xuống, đủ 3 vòng bắt đầu để xuống hết nè. Nó sẽ ra chữ A nè. Một vòng giữ đỉnh, đít chặt dây tay. Đó. Rồi, xong. Sau khi quấn xong bắt đầu chỉnh nè. Chỉnh dây nè, kéo cho thẳng ra. Nó sẽ ra chữ A. Rồi, đó, ra chữ A. Các bạn nếu nếu mà riết một dây mà nó không chặt, các bạn làm 1, 2, 3 dây đè lên luôn để cho giữ chặt, mình rút dây xong rồi sau khi thắt tiếp thì mình tiếp tục. Đó, thấy không, ra chữ A rồi, thấy không ạ? Thấy, ra chữ A bắt đầu mình canh dây sao mà cho nó đều nhau. Nó đều cái khung chữ nhau nha. Kéo nè. Các bạn bước nhẹ nhẹ thôi, kéo nhẹ nhẹ, các bạn kéo mạnh rút dây ra hết là bắt đầu thắt lại từ đầu, rất là cực. Đó, ra chữ A rồi, thấy không ạ? Rồi, xong chữ A rồi, các bạn nhớ là đừng có làm cho phồng dây, thì mình cứ kéo vậy đi. Đó, đó, rồi xong chữ A rồi. Các bạn nếu mà mỏi tay quá, các bạn không thắt được nữa thì các bạn cứ làm 1, 2, 3 vòng như thế này. 1, 2, 3, thấy không ạ? 3 vòng dây. Đó, 3 vòng dây rồi các bạn nghỉ. Bữa sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chữ B rồi các bạn nối như thế này. Khi mà thắt được cái tên rồi, các bạn cứ quấn này, quấn nhiều lên để giữ cố định lại, để nó không chịu bung cái bút ra. Đó, thấy không ạ? Xong rồi, thấy không? Để đây, rồi mai mốt thắt thêm chữ nữa các bạn thắt. Mỗi ngày một chữ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.